Tuần sau mình cùng đi lễ hội pháo hoa nhé. Quá khứ luôn chất chứa những ký ức đau buồn. Người bạn thân thời thơ ấu của tôi đã qua đời. Có những điều không dễ dàng vượt qua và có những kỷ niệm sẽ làm ta tổn thương mãi mãi. Làm thế nào để quên đi cảm giác tội lỗi? Cô không thể làm được đâu. Đó là những điều cô phải sống cùng. Cuộc hạnh ngộ giữa hai con người cùng chung niềm đau liệu có thể giúp nhau chữa lành vết thương lòng? Mời các bạn cùng theo dõi Vượt Qua Ký Ức trên kênh Screen Red.